Chó con của Siro ngày hôm nay rất là yêu sách. Tí 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 tí. Đó, xinh không? Cái này. Nhìn giống mẹ ngày bé không? À. Nhà mặt đây. Nhà mặt đây nhìn tí xem nào, nhìn mặt tí xem nào. Giống mẹ ngày bé. Chó nhà mà phối chó ngoài ấy, thì nó đẻ ra nó sẽ giống chó nhà. Đó. Nhìn cái mặt này. Mới mở mắt thôi. Gừ đấy. Gừ 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 đấy. Đây là một cái. Đấy nha. Ok. Hey, Siro đi ra ngoài đi. Siro đi ra ngoài. Siro cho con tí xong rồi đi ra ngoài để anh quay con tí. Ừ. Quay con mẹ lại chui vào đây còn nói rằng. Cứ trẻ phụ mày quê à. Vào đây để chui vào lòng. Thôi Siro yên. Yên để quay con một tí. Đấy. Nhìn nào. Nhìn nét của dòng họ chưa. Nó giống như là bọn Siro ngày bé. Nó cũng giống như mấy cái đàn. Giống như mấy cái đàn mà phối ở trong trong dòng máu. Tức là đây là phối máu ngoài. Nhưng cái gen của nó rất là trội. Cái gen của cái dòng máu nó rất là trội. Cho nên là nhìn nó cũng không có khác cái con chó phối ở trong dòng máu. Vì cái gen bên mẹ nó trội. Chạy đi nào. À chạy luôn rồi. Ok. Làm ra. Đây là con xanh. Cái ý kiến gì đây, lên trên bàn tay anh này, quay mặt lên đây, quay mặt lên đây. Này bắt đầu là nhìn thấy cái răng nhú phản đối đấy. Muốn xuống nằm ngủ. Rồi xuống đi. Hai thằng ngủ ở góc. Làm đây, anh xem nào. Rồi à. Xem mặt tí xem nào. Người chắc như gì luôn. Ngờ mặt nè. Rồi. Xin chào. Xin chào. Mắt vừa mới hé. Ok. Ý kiến. Ok, đây, xuống đây. Nằm ra này. Đó, 6 con, còn 6 con. Nét là nét như là cái con chó phối ở trong dòng máu. Siro đứng dậy ra ngoài đi, để cho con nó đi lại một tí, anh quay con một tí nhá. Được không? Chúng nó tí no rồi. Đi, Siro đứng đây. Này.
ra đây, đi ra đây, siro, ra đây. Này lại thích nằm ở trong đấy với con, đùa, hả? Bắt đầu chập chững bước đi. Những chữ như bước đi đầu tiên đỏ nô đấy, gầm gừ đấy. Thế chưa? Thiền nó là nó gừ đấy, mới mở mắt thôi. Đợt này là coi như là đẻ hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Hôm nay là coi như là được 16 ngày. Được 16 ngày rồi. Cuốn mới mở mắt rõ được hôm qua với hôm nay. Hôm trước là mắt nó hí hí. Đang mơ cái gì? Một khi mà đã ngủ ấy, thì muốn làm gì thì làm. Ngủ tiếp nhé. Kéo lê đi. Ngủ tiếp. Đầu thì đặt lê tiếp này. Kê gối vào đây, kê đầu vào đây và thảo. Ok, cụp cái tay lại, mắt vẫn chưa hề mở. Đòi mẹ vào nằm cùng đây. Ok, cái đàn này thì mình sẽ quay video cập nhật chúng nó khi về cho nó ăn dặm. Mọi người quan tâm đến cho con của trại thì theo dõi video mới ở trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cho con này nằm bên ngoài canh này, bà với mẹ. Thế hai đứa nào có sữa vào cho nó bú đi. Này, Messi có sữa không? Bà có sữa vào cho nó bú. Không có sữa thì phải ưu tiên để cho con siro nó nằm ở bên trong gần con đó. Ok, nằm đi canh nhé. Yên bình.